Kính thưa quý thính giả, hai báu vật thiêng liêng trong nghị quyết 4/12 là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây. Nghị quyết 4/12 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 tháng 10 2016 được coi là nghị quyết quan trọng nhất hiện nay. Đây là nghị quyết về tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, khắc phục nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số khá nhiều đảng viên thoái hóa, biến chất, nhiễm phải tư tưởng phản động, chống đảng. Bản nghị quyết kể ra trong 3 đề mục lớn về những biểu hiện sai lầm về chính trị, sa sút về đạo đức, lối sống và vi phạm kỷ luật đảng, nói, viết và làm trái các nghị quyết của đảng. Có 2 sai lầm chính trị hàng đầu được nhấn mạnh là không trung thành và bảo vệ đến cùng chủ nghĩa Marx Lenin và không tin tưởng ở chủ nghĩa xã hội, ở nền kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo tinh thần bản nghị quyết này, các đảng viên có biểu hiện suy thoái nếu không chịu thành khẩn tự phê bình sẽ không còn có đủ tư cách là đảng viên. Bước vào năm 2017, nhiều nhà bình luận quốc tế cho biết năm nay là đúng 100 năm học thuyết Marx Lenin được thí nghiệm ở nước Nga trong cuộc cách mạng vô sản tháng 10 năm 1917, và sau đó chủ nghĩa xã hội kiểu Marxist đã được thực hiện trong toàn phe xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả Liên bang Xô Viết và Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận là thành viên và là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, nhưng trên thực tế chỉ là con tốt đen của phe này. Sau gần 100 năm được thực hiện, học thuyết Marx Lenin và chủ nghĩa xã hội kiểu Marxist đã tỏ rõ là những học thuyết sai lầm lớn nhất của thế kỷ 20, giết chết hơn 100 triệu người qua các cuộc thanh trừng như ở Liên Xô, các cuộc chiến tranh như ở Việt Nam và Triều Tiên, nạn đói trong cuộc đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc. Học thuyết Marx Lenin đã bị phá sản triệt để, đó là sự thật hiển nhiên. Đến nay, trên thế giới có còn ai nhắc đến giá trị nào đó của học thuyết Marx Lenin và chủ nghĩa xã hội Marxist? Đảng Cộng sản Ý và Đảng Cộng sản Anh đã tự giải thể. Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Pháp tuy còn giữ danh xưng Cộng sản, nhưng đã từ bỏ học thuyết Marx Lenin và nền chuyên chính độc đảng. Trong khi đó, Cộng hòa Liên bang Đức, Ba Lan và Nghị viện Âu Châu đặt chủ nghĩa xã hội Marxist ra ngoài vòng pháp luật. Ngay cả Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không còn nhắc nhở gì đến chủ nghĩa Marx Lenin và không trưng ra ảnh của Marx và Lenin trong đại hội đảng. Chỉ còn riêng ở Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn trưng ảnh hai ông này, nghĩa là bảo hoàng hơn cả vua. Tất cả những điều vừa nêu, chẳng lẽ cả Bộ Chính trị 19 người và hơn 200 ủy viên trung ương không hay biết gì? Và hàng vạn giáo sư đảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ đảng viên đều không hay biết gì để tuân theo ông Tổng Trọng ghi học thuyết Marx Lenin và chủ nghĩa xã hội Marxist là hai báu vật thiêng liêng luôn đặt trên bàn thờ của đảng, không ai được đụng chạm. Các cái hội đồng lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với hàng loạt công cụ tinh thần, các viện, học viện, đại học cùng đồng loạt mê lú khi nói, viết và nghĩ theo các đường mòn của đảng, nhai đi nhai lại học thuyết Marx Lenin, chủ nghĩa xã hội Marxist là chân lý bất biến, được dạy dỗ ưu tiên trong mọi nhà trường, trong khi cả thế giới coi là những cặn bã độc hại đã bị đào thải, loại bỏ, lên án. Cái túi khôn dân tộc, cái khả năng của con người biết phân biệt phải trái đúng sai, khôn dạy của nhân dân ta đâu mất rồi? Ông Trọng luôn nhắc đến trách nhiệm của người đứng đầu mọi tổ chức đảng phải làm gương. Sao ông lại dẫn đầu đảng để cùng chui vào bóng ma Marx Lenin và chủ nghĩa xã hội Marxist một cách mù quáng dại dột như thế? Sẽ là điều bổ ích nếu như trong đảng có một số đảng viên ngay thẳng, trung thực ra công ghi chép trong các buổi họp chi bộ bàn về thực hiện nghị quyết 4/12 và thống kê chính xác xem có bao nhiêu đảng viên ở cơ sở tán thành bản nghị quyết, tán thành duy trì chủ nghĩa Marx Lenin và chủ nghĩa xã hội Marxist, coi đó là những báu vật vĩnh cửu trên bàn thờ thiêng liêng của đảng Cộng sản và buộc toàn dân tộc phải cúi đầu chấp nhận. Thật ra ông Tổng Trọng cùng Bộ Chính trị không nhớ gì đến lời dặn của chính Marx khi ông cho rằng những quan điểm, nhận định lý luận của ông là biện chứng, nghĩa là còn thay đổi tùy tình hình, tùy hoàn cảnh và thời đại, không nên coi là bất biến. Nó chỉ là công cụ về nhận thức dùng để cải tạo thế giới. Nó là công cụ giống như con dao, chiếc búa, cây bút. Khi không cần nữa, lại có hại thì bỏ sang một bên, không thương tiếc, việc gì phải thờ mãi nó như vật thiêng liêng. Khi thấy nó có hại thì dạ gì mà ôm nó mãi, chỉ tổ mang vạ vào thân và gây tai họa cho toàn dân tộc. Bài viết của Nghị quyết 4/12
lú lẫn đến thế là cùng là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Ngày 30 tháng 10 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký nghị quyết 4/12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết nêu lên 3 hạng mục và 27 biểu hiện. Mỗi hạng mục có 9 biểu hiện của tình trạng suy thoái và tha hóa của các đảng viên cần khắc phục. Hơn 40 năm nay, đã có khá nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, nhưng xem ra các nghị quyết như thế đã tỏ ra ít hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trượt dài trên con đường suy thoái, tha hóa nghiêm trọng chưa từng có, dẫn đến tình trạng cán bộ cao cấp phải nói chuyện với nhau bằng súng đạn như vụ Yên Bái, các ủy viên Bộ Chính trị đối xử với nhau như thù địch, cán bộ cao cấp tham nhũng ôm tiền nối gót nhau chạy ra nước ngoài. Những vụ án tham nhũng lớn thường vượt qua vài nghìn tỷ đồng nhưng thu về không được 1% cho công quỹ. Đảng Cộng sản Việt Nam càng chỉnh đốn bao nhiêu lại chỉ càng đổ đốn thêm bấy nhiêu, làm cho niềm tin của nhân dân vào Đảng tụt xuống gần bằng con số 0. Lý do quan trọng nhất cần chỉ ra chính là ở các nghị quyết về xây dựng Đảng đều chệch hướng, bắt mạch không chính xác, đúng sai không rõ ràng, chính nghĩa và phi nghĩa không phân minh, phải trái không tách bạch. Sinh lực của một Đảng, bản mệnh của một Đảng nằm trước hết ở chính cương, ở cương lĩnh chính trị, ở đường lối, chính sách chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh quốc phòng và văn hóa của nó, có ăn khớp với quyền lợi dân tộc, với lợi ích nhân dân và có hợp với thời đại văn minh của loài người hay không. Rõ ràng, các sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm nay là đã kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định chế độ toàn trị độc đảng, kiên định chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên định nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, kiên định chế độ sở hữu toàn dân. Đã vậy, từ 26 năm nay, năm khóa đại hội, năm khóa Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, năm khóa Tổng Bí thư, từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tới Nông Đức Mạnh, rồi Nguyễn Phú Trọng, đều chui thêm vào cái cùm Thành Đô. Bán rẻ nền độc lập đã giành được qua biết bao hy sinh của nhân dân và quân đội, dẫn tới nguy cơ bị mất chủ quyền, rồi mất hết. Trong đảng, ngay trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, đã có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến can ngăn, tha thiết yêu cầu đảng mạnh dạn sáng suốt, từ bỏ sớm các điều kiện kiên định sai lầm, tệ hại vừa nêu. Khi chủ nghĩa Mác Lê đã bị phá sản triệt để, chế độ độc đảng phản dân chủ, phản nhân dân là trái hiến pháp, chủ nghĩa xã hội là ảo tưởng mơ hồ, đầu hàng bọn bành trướng là bán nước, là tự sát. Lẽ ra lãnh đạo đảng phải hân hoan tiếp thu những ý kiến xây dựng, hợp thời, hợp đạo lý vừa kể, thì họ lại một mực ngoan cố, ôm chặt sai lầm cổ hủ nguy hiểm, còn vu cáo cho các đảng viên sáng suốt là thoái hóa, biến chất và theo quan điểm phản động. Họ đã ngang nhiên chụp mũ cho ông Trần Xuân Bách là theo quan điểm phản động, bác bỏ lời cảnh báo của ông Nguyễn Cơ Thạch về nguy cơ một thời Bắc thuộc mới là sai lầm. Bản nghị quyết 4/12 vừa ban hành là một văn kiện sai lầm tệ hại theo tư duy sai lầm lẫn lộn phải trái đúng sai. Chính nó là một văn kiện phản động điển hình, một văn kiện xuyên tạc, vu cáo tiêu biểu. Nó đã gộp tất cả các đảng viên trung thực muốn góp ý xây dựng với đảng là những người chống đảng, theo bọn phản động để phá hoại đảng. Theo Nguyễn Phú Trọng và những kẻ theo ông ta, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, các nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương và Vũ Khoan, nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Duy Mật, Lê Mã Lương, đòi tưởng niệm các chiến sĩ chống bành trướng ở biên giới ở Gạc Ma, cũng như nhiều giáo sư tiến sĩ đảng viên đòi dân chủ nhân quyền. Tất cả đều thuộc loại tự diễn biến, tự chuyển hóa, thoái hóa biến chất. Ông Trọng lưu loa rằng đảng của ông bị những người vừa kể vu cáo bôi nhọ. Thật ra chính ông là kẻ vu cáo ngang ngược nhất, vì chính đảng ông tự bôi đen đến độ không ai cần bôi đen thêm nữa. Nếu ông biết tự trọng, hãy mời các vị vừa nêu đến hội thảo công khai với 19 ủy viên Bộ Chính trị về những điều kiên định của đảng để xác định đúng sai phải trái ra sao. Ông sẽ thấy cái nghị quyết 4/12 ông vừa ký và ban hành là sai lầm và tệ hại đến mức nào. Xin hỏi cái nghị quyết 4/12 này đưa xuống tận chi bộ đã có nơi nào thảo luận và biểu quyết tán thành hay phản đối hay chưa? Có bao nhiêu đảng viên còn kiên định chủ nghĩa Mác Lê và chủ nghĩa xã hội? Có bao nhiêu đảng viên còn quyến luyến cái sở hữu toàn dân quái gở? Cũng cần chỉ rõ cái nghị quyết 4/12 này trái ngược hoàn toàn về thế giới dân chủ văn minh, tôn trọng quyền con người. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua văn kiện này tự thú nhận mình là loại chậm tiến nhất về tôn trọng hiến chương, các công ước của Liên Hợp Quốc, là chiếc đèn đỏ về tôn trọng tự do báo chí, tự do tôn giáo, là học cho rốt theo các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia hiệp định TPP.
đây là một nghị quyết mà thế giới dân chủ không thể đồng tình. Không ai phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, làm Đảng suy thoái, tha hóa thêm bằng chính Đảng, bằng chính những nghị quyết xây dựng Đảng như thế này. Sự lưu lẫn và sai lầm của ông Nguyễn Phú Trọng lại được chứng minh rõ ràng, đến thế này là cùng. Cảm xúc, nhìn tổng quát đất nước có bao giờ được thế này không của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tác động mãnh liệt vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra tại Bắc Ninh vào tháng 11 năm 2016, chỉ ít lâu sau vụ thủy điện Hố Hô xả lũ đột ngột giết chết hơn 20 mạng dân nghèo ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới, con em được học hành đến nơi đến chốn, đời sống của bà con có nghĩa có tình. Trích lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không phải những cái chết đầu tiên và hầu như chắc chắn chưa phải là những cái chết cuối cùng của lớp dân đen. Những nhiệm kỳ đen tối của các nhóm quyền lực tham tàn đã đẩy đất nước trở về thời Lê Mạt với quá nhiều số phận con người không còn lối thoát. Cảm xúc đề dẫn ấy của Tổng Bí thư được bày tỏ ngay sau vụ Formosa sa thải giết chết biển miền Trung và gây điêu linh cho người dân nơi đây. Chỉ còn thiếu cảnh người chết đói đầy đường như thời Lê Mạt. Cuối năm 2015, cụ rồ Hồ Gươm đột ngột đi vào cõi vĩnh hằng, khiến mọi vong linh thần thánh của dân tộc cũng bị cuốn trôi theo. Sau đó chỉ còn lại thảm trạng vô sỉ của những kẻ vô liêm. Cảm xúc tự hào dân tộc của Tổng Bí thư đã khiến nhiều người kinh ngạc về não trạng và cung cách hành xử của ông. Ngay sau đó, một số bài bình luận đã xuất hiện trên mạng xã hội để chứng minh về một thảm trạng kinh tế, xã hội toàn diện ở Việt Nam đang hoàn toàn trái ngược với cách nhìn của ông ta. Hàng triệu dân oan đất đai, hàng trăm ngàn nạn nhân môi trường, tài nguyên thiên nhiên gần như cạn kiệt, trong lúc tham nhũng vẫn ổn định như nhận định của ông Huỳnh Phong Chanh, thời còn là Tổng Thanh tra Chính phủ, và đánh tham nhũng là ta tự đánh ta, như lời than vãn gần đây nhất của Tổng Bí thư Trọng. Chưa kể nợ công, nợ xấu ngập đầu và ngân sách hộc rỗng, còn các phe phái chính trị chỉ mưu toan tranh giành, chiếm đoạt và triệt hạ lẫn nhau, cướp bóc giết chóc nổi lên như ngoé, là tất cả những gì mà hầu như chắc chắn không bao lâu nữa sẽ đẩy đất nước và dân tộc vào cảnh khốn cùng. Song ở một khía cạnh khác, lại có thể cho rằng ông Trọng thành thật một cách thuần phác khi phát ngôn như thế, có nghĩa là ông nghĩ thế nào thì nói thế ấy, chứ không phải dùng lối nói xã giao lắt léo của giới ngoại giao hoặc của lũ người chính trị bị dân gian xem là điếm đảng. Thông thường, những người làm việc lâu năm trong bộ máy chính quyền và đặc biệt là trong bộ máy đảng cầm quyền ở Việt Nam vẫn dễ dàng nhận ra cách nói tô hồng khá thuần thục của giới lãnh đạo cao cấp. Trong bối cảnh nền chính trị một đảng, cơ chế tuyên truyền và truyền thông vẫn giữ thói một chiều, vẫn vô số nghị quyết lên gân, chuyên chính và các cuộc họp nội bộ mà trong đó phần lớn người dự đều phải tỏ ra kiên định. Rất nhiều trường hợp quan chức nói vung miệng tại quán nhậu, thậm chí thẳng miệng chửi chính quyền địa phương hoặc chính quyền trung ương. Nhưng khi vào cuộc họp nội bộ và nhất là họp chi bộ thì lại im như thóc, hoặc chỉ phát biểu theo nghị quyết và giơ tay nhất trí rầm rắp. Não trạng của Tổng Bí thư cũng bởi thế có thể được giải thích theo phân tâm học, cũng là sự phân hóa trong tư tưởng và hành vi của cùng một quan chức. Tâm lý lặp lại một cách máy móc những giáo điều chính trị, chẳng hạn một lý lẽ mà đã được dân gian xếp vào loại thành ngữ bất hủ, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, đã khiến giới quan chức từ cao xuống thấp biến thành diễn viên bất đắc dĩ và tự huyễn hoặc mình trên sân khấu giả cảnh. Mưa dầm thấm lâu, nói quá nhiều lần cũng phải nghe và tin, dối trá đạt đến một ngưỡng nào đấy sẽ không còn là dối trá nữa. Thời gian sẽ khiến những quan chức này phát ngôn thuần quán tính và thậm chí còn phần nào tin vào điều mình nói, cho dù thực tế là hoàn toàn trái ngược. Trường hợp của Tổng Bí thư Trọng khó có thể được hiểu khác hơn. Một Tổng Bí thư bị quá nhiều dư luận cho rằng sống trong tháp ngà, đã đến tuổi lẫn và trên hết, ông là một người của trường phái bảo thủ lẫn giáo điều, không còn cơ may điều chỉnh, mà bởi thế rất có thể ông tin vào những điều ông nói ra, tin một cách cơ bản và quyết liệt. Chứng hoang tưởng phân liệt cũng bởi thế luôn là một thói quen khó chữa của lịch sử chính trị. Hệ lụy còn lại là cái niềm tin tương đối và gần như mâu thuẫn với thực tế của ông Trọng có thuyết phục được ai, và liệu có thuyết phục được ngay cả lớp quan chức dưới trướng ông? E rằng rất khó. Trong một chế độ mà chủ nghĩa kim tiền và nạn tham nhũng đang trở nên cuồng nhiệt như cách nói của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, chủ nghĩa giáo điều của ông Trọng đang xung đột nặng nề với chủ nghĩa thực dụng và tranh đoạt quyền lực để bảo vệ lợi ích nhóm ngay trong đảng. Càng gần ngày tàn của chế độ, bệnh giáo điều của ông Trọng càng khiến tương lai tìm ra lối thoát cá nhân của các nhóm quyền lực và kim tiền trở nên bế tắc. Tin đắc cử của Donald Trump báo hiệu thời kỳ giới lãnh đạo Việt trả treo với Hoa Kỳ đã chính thức chấm dứt. Bây giờ và những năm tháng tới sẽ chỉ là những cuộc trao đổi song phẳng, có đi có lại và nhất là chẳng còn chỗ cho thói trẻ hư làm mình làm mẩy. Thời gian lại đang là kẻ thù theo đúng nghĩa đen của chế độ cầm quyền Việt Nam. Năm cùng tháng tận, càng giáo điều thì càng tự chói mình vào cột.
chẳng lẽ cực chẳng đá phải thoát lên Bắc Kinh, nơi bất quá cũng chỉ ngựa xe vài cỗ, quân hầu vài tên, cùng tác biến, vậy là bắt đầu sinh ra phản ứng. Bằng chứng ông nói thì cứ nói, tôi làm thì cứ làm, vừa hiện ra ngay vào quý cuối của năm 2016, ở một cán bộ đảng viên được đánh giá là cực kỳ gương mẫu, thậm chí còn là đại tá công an, tổng biên tập báo Petro Times Nguyễn Như Phong. Khác hoàn toàn với trường hợp cựu đại tá công an Lê Hồng Hà, người đã đấu tranh do bất đồng quan điểm với đảng và vừa từ trần, trường hợp ông Nguyễn Như Phong lại mang đậm dấu ấn bảo vệ lợi ích nhóm. Với động cơ ấy, ông Phong đã một bước nhảy sang thế lực thù địch khi cho đăng bài phỏng vấn blogger người buôn gió, nhân vật bị đảng quy là cực kỳ phản động ngay trên báo Petro Times. Sau vụ Nguyễn Như Phong trở cờ, có vẻ Tổng Bí thư Trọng đã giật mình mạnh đến mức ông lập tức phải chỉ thị một nghị quyết Trung ương 4 về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nỗi lo sợ mất đảng chưa bao giờ lộ rõ như lúc này. Nhưng đúng là con người không thể chống lại được tuổi tác. Ở tuổi đã hơn thất thập cổ lai hy, còn quá ít hy vọng để nhìn thấy một ông Nguyễn Phú Trọng đời hơn. Và ông vẫn chọn cách sống trong tháp ngà và vẫn tuôn ra những cảm xúc cực kỳ chân thành. Đất nước mình có bao giờ được như thế này? Cho tới lúc trời đất nổi cơn gió bụi, khiến ông và những quan chức cùng hội cùng thuyền phải trả giá. Nguyễn Phú Trọng vẫn tự hào về sự lụn bại của đất nước. Phát biểu trong buổi tham gia lễ hội chùa Phật Tích ở tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận tệ nạn tham nhũng đang tràn lan, nhưng tuyên bố là chưa bao giờ đất nước Việt Nam lại giàu đẹp như ngày hôm nay. Báo chí Lệ Đảng trích dẫn lời tuyên bố của ông Trọng nói rằng tệ nạn tham nhũng và cán bộ hư hỏng đều có cả, nhưng nhìn tổng quát thì đất nước ta có bao giờ được thế này hay không? Theo ông Trọng thì chưa bao giờ quê hương Việt Nam xinh đẹp như thế này. Dân tộc có đời sống văn hóa cao, xã hội ổn định và kinh tế phát triển mạnh, điển hình như cuộc sống tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Trọng thừa nhận là đất nước vẫn trực diện với nhiều khó khăn, phức tạp, đặc biệt là tệ nạn tham nhũng vẫn hoành hành, giới quan chức thì hư hỏng. Và thay vì hô hào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Trọng chuyển sang kêu gọi gìn giữ truyền thống văn hóa đã được xây dựng suốt 4.000 năm qua của dân tộc. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Bây giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp ạ, thì đưa ra đảng hội nó đến đâu, thì đến đấy nó xà xẹo bao nhiêu tiền của cướp đoạt lấy lại, nộp lại cho công quỹ. Cái trò ấy làm nó và tào lao cho vua vui thế thôi, chứ không ăn thua gì đâu. Những cái ai có chức có quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, ước đoạt lại tất cả cái bọn lưu danh ăn cướp của dân của nước lâu nay, không từ ai cả. Từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng, đến huyện Sinh Tùng, đến huyện Phú Trọng, với đại quang phúc kiếm. Phải xem lại, bao nhiêu của nạ, anh ăn cắp, ăn cướp được, thì mới nó rành mạch. Chứ còn hiện nay là cái này thì là như kiểu là phe họ đánh phe kia đấy thôi. Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết là nhiều cơ quan khác nhau đang nghiên cứu quy trình xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các cơ quan đó là Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Ban công tác đại biểu của Quốc hội. Tuy nhiên ông Phúc nói là hiện vẫn chưa tìm ra được quy trình xử lý kỷ luật ông Hoàng, tức là không biết làm thế nào để kỷ luật ông. Trả lời phỏng vấn báo mạng Vietnamnet, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng sở dĩ chưa biết cách nào để kỷ luật ông Hoàng là vì chưa có tiền lệ. Xin được nhắc lại, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương dưới thời chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị tố cáo là đã buông lỏng kỷ luật ở Bộ Công Thương, cho nên các đơn vị do Bộ này quản lý đã không thực hiện đúng quy định về tuyển mộ và bổ nhiệm nhân viên. Ngoài ra, ông Hoàng còn bị tố cáo là đã bổ nhiệm không đúng người con trai của mình là ông Vũ Quang Hải vào chức phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu và Nước Giải Khát Sài Gòn. Vào thời điểm ông Vũ Huy Hoàng bị tố cáo thì ông không còn giữ chức vụ nào cả trong chính phủ, quốc hội lẫn bên đảng. Tuy vậy, vào ngày 2 tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016. Qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau, khiến biện pháp kỷ luật
giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật. Mặc Lâm tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này. Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ, trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta. Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cũng như đối với ông Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của BVTech, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cũng do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng, mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác. Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ, an toàn, để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an. Sáng ngày 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính ông Vương cho rằng, do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại. Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội, mặc dù chưa chính thức bị khởi tố. Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội, và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Xuân Thanh và Đình Duy đã cao chạy xa bay. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lại lo lắng khi cho rằng nếu nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật, rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng hạ cánh an toàn như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh, chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức, dư luận cho rằng đây là hành động đánh chiếc áo để răng người mặc áo. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết, nhận định của ông về vai trò chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này. Tôi thấy rằng về ông Nguyễn Phú Trọng, ông xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy, không hiểu tại sao. Ví dụ như cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì cái sai trái nó rõ ràng lắm, phải cái chịu trách nhiệm chính trong cái việc làm ăn cái thua lỗ 3.300 tỷ. Thế bây giờ là Vũ Huy Hoàng cũng như vậy, nếu mà có thể quy kết cái liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh như vậy á, tức Vũ Huy Hoàng là đã làm thiệt thòi của cho nhà nước và đã làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng và làm ảnh hưởng đến cái lòng tin của nhân dân. Khi mà giao cho ông ấy cái nhiệm vụ, ông ấy nhận cái nhiệm vụ làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông thanh minh cho tham nhũng. Ông bảo là Đường Tăng cũng phải hối lộ. Rồi ông bảo là nếu mà đánh làm tham nhũng thì khéo bỏ đảng, và đánh chuột khéo bỏ mình. Nhưng mà bây giờ cái câu gần đây nhất là hết sức rõ. Người ta chê cười là ông bảo là đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta, vân vân. Đấy là lời nói, cái còn việc làm tôi thấy là vô tế sự, không làm được một cái việc gì nó ra cái ồn ào. Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể, khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này. Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức, vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thải, còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu. Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được sự đồng tình, vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Bây giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng Hoàng, hội nó đến đâu, sự đến đấy,
nó xả xẹo bao nhiêu tiền của rút loạt lấy lại, nộp lại cho công quỹ. Cái trò ấy làm nó và tào lao cho vui vui thế thôi chứ không ăn thua gì đâu. Những cái ấy có chức có quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, cướp đoạt lại tất cả cái bọn lưu manh ăn cướp của dân của nước lâu nay, không từ ai cả, từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng đến huyện Sinh Hùng đến huyện Phú Trọng với đại quan Túc Tiếp, phải xem xét lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được thì mới nó rành mạch. Chứ còn hiện nay là cái này thì là như kiểu là phe nọ đánh phe kia đấy thôi. Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự, bất kể ông Tổng Bí Thư có nỗ lực thế nào để nhằm triệt hạ ông. Thưa quý vị, Ban Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí Thư Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 đến 2016 của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Nhưng việc cách chức ông Hoàng khi ông đã nghỉ hưu đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Một số người cho rằng đánh chuột khi nó ra khỏi bình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nói với VOA. Tôi thấy là như vậy, người ta làm một cái trò nó vô cùng là kỳ quặc. Một cái người đã không còn cái chức đấy, đã đi về hưu rồi, cả bao nhiêu tháng trời, gần một năm trời rồi, mà bây giờ thì họ bảo là cách chức mà ông ta đã từng giữ. Và tôi nghĩ là người ta muốn tiếp tục kỷ luật ông ấy ở một cái mức cao hơn gì đó, để về sau khi mà nói đến ông ta thì người ta không còn phải nhắc đến, tức là ông ấy là nguyên là bí thư của cái đảng bộ nào đấy, bởi vì như thế nó ô danh cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc phân bổ nhân sự khi còn tại vị. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị quy trách nhiệm trong việc bổ nhiệm con trai vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Rượu, Bia, Nước Giải khát Sài Gòn và hàng loạt quyết định bổ nhiệm tai tiếng khác, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một giới chức đang bị Việt Nam truy nã quốc tế. Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội hôm 4 tháng 11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết, sau khi cách chức về mặt đảng, ông Vũ Huy Hoàng cũng sẽ bị xử lý tương xứng về mặt chính quyền, theo tinh thần không có vùng cấm. Dư luận hiện đang theo dõi liệu quyết tâm xử lý không có vùng cấm trong trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng sẽ đi đến đâu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên viên chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì việc xử lý cách chức cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương chỉ mang tính biểu tượng. Cái việc xử lý như này nó có tính chất biểu tượng nhiều hơn. Có nghĩa là người ta cho rằng là đánh giá lại cái nhiệm kỳ của ông ấy từ 2011-2016, có nghĩa là đánh giá lại. Còn tất cả những cái việc mà ông ấy làm ấy là không xứng đáng với cái chức vụ đó. Và cái việc cách chức thì nó có tính chất biểu trưng như thế, chứ nó cũng không còn có cái ý nghĩa thực tế nữa. Theo Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, vụ ông Vũ Huy Hoàng thuộc loại chưa có tiền lệ ở cấp cao như vậy. Nhiều trường hợp trước đây, theo Tiến sĩ Thọ, sau khi xử lý về mặt đảng thì vụ việc rơi vào im lặng. Nhưng riêng với vụ ông Vũ Huy Hoàng, vì ở cấp cao và có liên quan đến nhiều vụ được cho là nghiêm trọng khác, nên Tiến sĩ Thọ cho rằng Việt Nam có thể sẽ có những xử lý khác tiếp theo sau khi kỷ luật về mặt đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng. Báo chí do nhà nước quản lý đang thực hiện điều gọi là dội bom tấn lên cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng để vận động truy tố hình sự nhân vật đã về hưu này. Ông cựu Bộ trưởng bị cáo buộc thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng toàn cảnh bức tranh chống tham nhũng ở Việt Nam lại cho thấy tình hình không kết quả, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Ngày 27 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận là vấn đề chống tham nhũng trong những năm qua hoàn toàn chưa thể đạt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Tình trạng tham nhũng và lãng phí hiện nay đang đe dọa đến sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ. Theo báo điện tử Chính phủ và Vietnamnet, lên tiếng tại hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm chống tham nhũng, ông Trương Hòa Bình cho rằng cần xác định tiêu chí công khai minh bạch phải là giải pháp đột phá cho phòng chống tham nhũng, đồng thời cần có cơ chế giám sát quyền lực nằm trong điều gọi là dò pháp luật. Điều gì khiến Đảng và Nhà nước Việt Nam gần như bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng? Phải chăng vì tham nhũng dày dặc từ trên xuống dưới, khiến đánh chuột sợ vỡ bình, một phát biểu thời thượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Trả lời chúng tôi vào tối 27 tháng 10, 2016, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo Du lịch, người bị cách chức vào năm 2009 vì đăng một bài viết khích lệ tinh thần yêu nước trước họa bá quyền Trung Quốc. Từ Sài Gòn, ông nhận định. Bao giờ mà pháp luật không được thượng tôn, luật pháp làm ra không có bình đẳng, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại một câu là khi nào mà đảng vẫn đứng trên pháp luật, đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết. Nhân vật xếp thứ 15 trên 19 về vai vế trong Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, được VGP News và Vietnamnet cùng nhiều báo khác dẫn lời nói rằng, trong 10 năm qua, trên toàn quốc có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Hơn 300.000 lượt cán bộ công chức bị chuyển đổi vị trí công tác. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn đề cao điều gọi là tới 99,5% viên chức công chức cán bộ đã kê khai tài sản và thu nhập hàng năm. Những con số mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình liệt kê trở nên một loại hỏa mù thông tin, vì ngay trong bài phát biểu, ông lại tái xác định là tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Tham nhũng có tính lợi ích nhóm đã xuất hiện trong một số lĩnh vực. Một số vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước và xã hội. Trong bài phát biểu được báo điện tử Chính phủ Việt Nam trích đăng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh rằng tham nhũng vẫn đang là lực cản sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhận định về phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Quang, một cựu đại tá ngành công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội, cho biết ý kiến. Từ đó đến nay là 25 năm đã qua rồi, thì đã qua 5 kỳ đại hội Đảng. Tôi có quan sát thì tôi thấy là mỗi một kỳ đại hội Đảng thì cái tình trạng tham nhũng nó càng nặng nề hơn, mức độ nó càng nghiêm trọng hơn và đối tượng phạm tội nó càng cao cấp hơn. Cho nên là có thể nói là càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Điều này so với cái nhận định của tôi thì tôi nói là cơ chế này ở Việt Nam nó đẻ ra cái tệ nạn tham nhũng và cái bọn tham nhũng nó lại ra sức bảo vệ cái cơ chế này. Thế do vậy là nếu mà giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì dân tham nhũng càng phát triển. Hội nghị chuẩn bị đề án tổng kết 10 năm chống tham nhũng theo nghị quyết Đảng diễn ra ngày 27 tháng 10, 2016 ở Hà Nội, trong bối cảnh báo chí nhà nước mở tổng chiến dịch đòi truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Nhân vật này về hưu sau Đại hội Đảng 12 và mới bị Ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo về mặt Đảng. Lý do vì trong hai nhiệm kỳ Bộ trưởng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ Huy Hoàng đã thực hiện một số vụ bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ mờ ám, gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã bỏ trốn qua Âu Châu
và bị truy nã quốc tế. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm cao nhất, làm thất thoát 3.300 tỷ trong thời gian làm chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC. Nếu như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sau kỷ luật đảng sẽ bị truy tố, thì có lẽ ông là nhân vật cao cấp nhất bị truy tố hình sự, dù đã là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng. Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại vụ tài sản bất minh của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông này bị bêu xấu nhưng không bị truy tố. Trong 10 năm qua, các vụ án chống tham nhũng liên quan tới đảng viên, cán bộ cao cấp đang tại chức là rất hiếm. Ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch nhận định. Ông Tổng Bí Thư nói rồi, anh nghe. Ông sợ là đánh con chuột ở trong bình thì nó vỡ bình ra. Thì con chuột nó phải ra khỏi bình nữa chứ. Con chuột đó là dù trong bộ trưởng hay ông thủ tướng gì nữa mà ra khỏi bình thì ông đánh đó. Còn trong bình thì ông phải bảo vệ thôi. Còn thực chất là không thể, bởi vì anh có những cái một số cái lực lượng riêng đó mà giống như ông... Ông Lê Minh ở Sài Gòn, ở giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh mà ông nói đó, tức là ông có những cái luật riêng mà đảng viên không được đưa ra xử. Thì bây giờ chỉ có khi nào á là ông Tổng Bí Thư hoặc là đấy bật đèn xanh thì mới đánh tới cái đó, nếu ông không bật đèn xanh thì thôi. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, làm trong sạch đảng, để tìm kiếm hậu thuẫn của lớp đảng viên trung kiên. Giới quan sát cho rằng hoặc là ông Trọng chưa tập trung quyền lực đủ mạnh, hoặc là tham nhũng lợi ích nhóm đã trở thành căn bệnh trầm kha, bắt rễ trong hệ thống chính trị, cho nên ông Tổng Bí Thư hành xử rất thận trọng, và vì thế quá chậm chạp trong vấn đề làm trong sạch đảng. Điển hình là để đả một con hổ già, nanh vuốt đã cùn, như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, mà đường đường một ông Tổng Bí Thư phải mấy lần trực tiếp ra lệnh đánh một anh Phó Chủ tịch tỉnh là Trịnh Xuân Thanh. Ông Tổng Bí Thư được cho là đã huy động toàn bộ công cụ truyền thông nhà nước để moi móc việc ông Phó Chủ tịch Hậu Giang đi xe tư tiền tỷ gắn biển số công. Rồi từ đó mới có cớ điều tra làm rõ các vấn đề chạy quyền, chạy chức và vấn đề cựu Bộ trưởng Công Thương nhắm mắt làm ngơ sai phạm lớn của ông Trịnh Xuân Thanh ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. Trong dịp trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn cho rằng, Tổng Bí Thư phải có hành động thực sự quyết liệt để chống tham nhũng tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ làm một vài vụ để tuyên truyền, ông nói. Để đòi hỏi của xã hội, của nhân dân mà kể cả trong nội bộ đảng, thì cũng mong muốn rằng những cái vụ án mà gần đây đó thì sẽ làm đến nơi đến chốn, như là cái vụ ABG Mobile Phone, ví dụ là nước pháo, rồi vụ không muốn xa, rồi vụ trưởng Xuân Thanh, rồi vụ Vina Conac, vân vân. Đã đưa ra thì cũng làm đến nơi đến chốn, đến chỗ không làm đến nơi đến chốn thì uy tín của đảng có lẽ là nó sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn. Ngày 17 tháng 10, 2016, khi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được báo Dân Trí Online dẫn lời nói rằng cần thiết cơ chế kiểm soát quyền lực và điều gọi là phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế lập pháp. Phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có khả năng hiện thực hay không? Cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định. Tuyên bố của ông Trọng nói là chỉ có tác dụng làm khích lệ tinh thần của một số đảng viên, nhưng mà thực tế là nó không có giá trị thực tiễn, bởi vì ở Việt Nam ấy thì giữa cái bộ khung quyền lực, tức là những quy định của pháp luật với việc thực thi nó thì là có sự khác nhau rất xa nha. Sự độc tài, thối nát, thoái hóa, thực hiện kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại đã khiến các đảng cộng sản từng cai trị hàng chục thập niên ở Đông Âu bị xóa sổ. Rồi chính cái nôi khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa là Liên Xô cũng đã bị tan rã vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên ý thức điều này rất rõ. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê, sẽ có được sức mạnh thần kỳ nào để sống mái với các nhóm quyền lực và lợi ích đang xâu xé nền kinh tế Việt Nam?
hay là ông sẽ phải dựa vào uy lực của nhóm lợi ích mạnh nhất, hầu có thể thực hiện kế hoạch đả hổ diệt ruồi.